Phong Nguyễn, Khánh Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bây giờ hiện tại là giác sáng rồi ông bà cô bác ơi. Thì hôm qua nay thì từ cái lúc mà giác chiều hôm qua Phong xuất viện tới bây giờ thì gia đình nói chung là cũng rất là lo lắng. Tại vì Phong là xin về chứ không phải là xuất viện, giống như là cũng không được khỏe mà cho về mà cũng không có thuốc nữa. Thì hôm qua về là cũng có rất là nhiều ông bà cô chú là cũng điện thoại quan tâm hỏi thăm. Thì có anh hai không bà cô bác, là từ cái bữa đầu anh hai cũng kêu lên bệnh viện để khám xem tình trạng hơi nó đau như thế nào á, tại vì nghe nó đau cũng mấy bữa nên anh hai cũng rất là lo. Thì bữa nay giác sáng nay rồi thì gia đình mình cũng chào quý ông bà cô bác đi mà. Chào ông bà. Rồi sau sau với Xu nào phanh tay chào ông bà đi con. Rồi con ấy coi đi về tranh thủ đi, chú hai cũng đôn đốc con rồi cũng động viên và cũng hỗ trợ cho con đó, con ấy con tranh thủ con đi cho sớm đi để lên bệnh viện khám cho nó yên tâm xíu rồi con. Dạ. Để rồi cô bác rồi cũng ông bà cô bác anh chị em cũng thương cũng quan tâm cứ hỏi thăm hoài, mà cái bụng con thì cũng còn lâm râm chứ cũng chưa hết hẳn nữa. Thì thôi sẵn đó, chú hai đôn đốc vậy thôi cứ đi đi, tranh thủ đi lên bệnh viện quốc tế á. Ngày nào bệnh viện đó nó cũng hay mà nó cũng giỏi, thành ra mình lên đó mình khám đi cho nó yên tâm xíu. Dạ. Coi tranh thủ đi, kêu cha đi với con đi. Dạ. Thì em đi với anh nha. Hai đứa đi đi. Tại vì hồi tối á, anh hai nói sao mà khám mà lúc thì chẩn đoán là bị ruột thừa, lúc thì bị viêm, nói chung là kết quả nó chưa có hoàn toàn được chính xác không bà cô bác, nên anh hai cũng rất là lo lắng. Anh hai nói là làm gì làm hãy lo sức khỏe cho nó ổn định đi, giờ đi ghi hình chia sẻ giúp cho bà con cô bác khó khăn, chứ mà em để sức khỏe vậy nó không ổn định rồi đi giúp bà con thì cũng giống như á là kết quả khám dưới đây á thì nó không có giống như nó không có rõ ràng và chính xác. Nhiều giống như còn đang quá trình theo dõi không bà cô bác, nhưng mà tại vì xin để xuất viện về tại nằm tới qua lễ được mới chờ thời gian để kiểm tra với theo dõi lại thì anh hai xin về mà bác sĩ cũng xin cái to chút nữa sẽ thôi để ấy đi đi lên trển này. Dạ. Anh hai cũng có kêu đi vô bệnh viện quốc tế đi để khám cho kết quả cho nó sớm nhất, với trong đó làm cũng kết quả cũng nhanh đó mà, là tranh thủ về để cho gia đình. Bệnh viện đó thì chắc nhiều tiền à. Dạ, bệnh viện đó chắc con nghe mấy anh chị nói là bệnh viện quốc tế thì chắc tốn nhiều lắm đó mà, nhưng mà anh hai lo, anh hai nói cỡ nào cũng thu xếp vô đó liền cho anh. Để khám đi cũng biết kết quả cụ thể đi, để về đi gia đình em với em cũng yên tâm. Chứ bây giờ đau bên đó mà bây giờ có kết quả nó chưa cụ thể vậy đó thì nói chung là cũng hơi lo mà. Nhưng mà anh cũng phải đem cái tờ giấy hôm qua anh. Đúng rồi, ấy. Giấy tờ là không phải đem đầy đủ hết. Đem lên rồi đưa cho bác sĩ coi à. Ừ. Giống như những cái phần nào mình đã kiểm tra rồi á thì mình có thể bỏ qua những cái bước đó để giảm cái phần chi phí á. Dạ. Coi bây giờ mới tranh thủ đi đi sớm đi. Đi sớm nào tốt mấy, với để mấy bữa lễ rồi nó sợ không có làm gì hết. Dạ, hôm dạ. Qua về còn viết giấy cam kết nữa. Dạ. Thì anh hai nghe nói về viết giấy cam kết đồ mà không có thuốc nữa anh hai cũng lo nữa. Dạ. Hôm qua là anh hai này với chị hai với cô bác chú Long nữa, gia đình chú Long cũng rất là lo, chị Hương Phùng nữa và ba má Tâm Ngọc, chị Hai Thật nữa, thì anh Bình Sà Lan nữa, thì rất là nhiều khán giả xem kênh, những ông bà cô chú Mạnh Thường Quân, và chị My nữa, chị My cũng thương và quan tâm, cũng lo lắng rất là nhiều nữa, chị Hảo, cô Tâm Độ nữa. Dạ, con cũng cảm ơn ông bà cô bác trong nước và ngoài nước đã dạ, chị Liễu đã Anh Khánh hỏi thăm chồng con. Mami con cảm nữa. Ơn rất nhiều. Mami cũng đang mệt, đang bệnh mà nghe Phong bị bệnh cũng điện thoại hỏi thăm nữa. Thì thật sự là qua cái việc mình giống như hoàn nạn một phần chút thôi, một chút thôi, nhưng mà thấy ông bà cô chú là cũng thương, cũng quan tâm rất là nhiều.
Thì Phong Nguyễn cũng cảm thấy rất là hạnh phúc ông bà cô bác. Bây giờ thì... thương thì cũng lo lắng cho con. Thôi con cũng đừng có để phụ lòng ông bà cô bác. Chị em tranh thủ đi sớm đi con. Dạ, hồi mẹ ở nhà mẹ giúp có gì giúp nha. Con giữ mấy đứa nhỏ rồi mà. Con ở nhà nội nha, mẹ với ba đi nha. Con với vợ con đi đi. Ba đi đi. Đi đâu? Thôi nhà đi. Nhà ba với mẹ đi nha. Dạ đi con. Ba mẹ đi ba dạ. Đi tới khám là phải. Ba đi. Dạ. Thân ta dạ ông bà đi con. Dạ ông bà đi con thân ta. Dạ ba. Ừ, đâu? Dạ ông bà của bé đi con. Dạ ba ba. Bé Su, ủa bé Su thương ba không? Bé Su thương ba không? Thương ba. Thương ba nhiều không? Ba nhiều. Rồi để bé Su xuống đi em. Đi, hai đứa đi đi. Để lấy giấy tờ đâu. Rồi bên này có muốn nói gì ba không con? Ba có khỏe không mà? Ba khỏe, cảm ơn con nha. Dạ. Sao con hỏi ba vậy? Hả? Thương ba không mà hỏi ba vậy hả con? Dạ không. Thương ba sao? Sao ba bị bệnh? Bị bệnh là sao nữa? Bệnh con buồn. Buồn hả? Bệnh không có đi làm, không có tiền cho con đúng không? Dạ. Không có tiền đi học hả? Không. Cảm ơn con nha. Dạ. Rồi, bé Sâu. Sâu nói gì ba không? Con chúc ba mạnh khỏe. Sao nữa? Như là hết bệnh. Cảm ơn con nha. Thì con có cảm ơn ông bà, cô bác với bác hai không? Bác hai là hôm qua đôn đốc và hỗ trợ cho ba đi khám đó nha. Dạ. Rồi con cảm ơn ông bà, cô bác với bác hai đi. Con cảm ơn ông bà, cô bác với bác hai. Thì con có hung ông bà không với bác hai không? Hung ba không? Con có thương ba không? Dạ có. Thương ba thì con phải sao? Con ngoan không? Dạ ngoan. Thì con có thương mẹ không? Dạ có. Con thương bà nội không? Dạ có. Con thương bà ngoại không? Dạ có. Con thương hết gia đình nha. Con thương hết ông bà cô bác, thương gia đình mình nha con. Dạ. Thương bà Khánh nữa nè. Rồi giờ chúc ba với mẹ đi lên bệnh viện chẩn khám. Rồi con ở nhà với ông bà nội ngoan nha. Dạ. Thì có gì bà về bà mua bánh cho ăn nha. Dạ. Rồi, lấy đồ đi. Cô bác ơi, hiện tại thì Phong Nguyễn cùng với vợ Phong á cũng mới tới khu vực bệnh viện Minh Anh ông bà cô bác ơi. Thì Phong cũng đi lên bệnh viện quốc tế Minh Anh để khám coi tình hình là cái sức khỏe như thế nào á. Tại vì cái bụng cũng còn ê ê quá ông bà cô bác. Dạ. Chị bán bánh hả? Chào, hello chị. Đây là toàn người nước ngoài khám bệnh không ông bà cô bác ơi. Đây cũng mới vừa tới rồi. Đây bệnh viện quốc tế Minh Anh ông bà cô bác. Thì Phong Nguyễn cùng với vợ Phong cũng tranh thủ vào bên trong để khám xem kết quả như thế nào để yên tâm ông bà cô bác. Chứ ở bệnh viện ở dưới thì mới ban đầu thì kết quả báo. Dạ dạ. Quay bánh đừng quay em. Trời, đi không bệnh mà kêu quay bánh đâu, quay bánh nữa trời. Dạ, chị này dễ thương quá. Dạ. Không dầu không mỡ, mời anh ăn thử luôn. Mời ăn thử luôn. Ăn thử không lấy tiền luôn. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, để em giao qua đây em chia sẻ cái em chúc em ủng hộ chị. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, đi đi em. Này, thì đây là Bệnh viện Quốc tế Minh Anh ông bà cô bác ở địa chỉ số 36 đường 1B phường Bình Trị Đông B quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh. Đây thì Phong với vợ Phong cũng mới vừa tới đây. Thì thôi trước nhất thì Phong Nguyễn với vợ Phong cũng gửi một cái lời chúc sức khỏe đến tất cả quý ông bà cô bác mạnh thường quân quý khán giả nha. Thì ở đây là phải nói là bệnh viện quốc tế nhưng mà cũng khá là đông, chủ là người nước ngoài rất là nhiều ông bà cô bác. Thì thôi mình vô bên trong hai em ha. Thì
cũng cảm ơn anh Hà rất là nhiều luôn. Nãy đi nội soi, giờ tỉnh tỉnh lại nè ông bà ơi. Chị này cũng nội soi nè. Đây nội soi bệnh viện là bệnh viện quân đội. Bệnh viện quốc tế Minh Anh, ông bà cô bác thì xuống đây nội soi đi nhiều chỗ lắm rồi. Nhiều cô bác nói là nội soi nó rất là đau, nhưng mà ở đây thực sự là không có đau gì. Giống như một cái giấc ngủ à. Đúng rồi, ngủ giấc dậy là mình không, gần như là không biết là có tác động luôn á. Vô bác sĩ đẩy vô, bác sĩ hỏi được tên gì á, bắt đầu ngủ có chuyện nó chắc dịch nhiều vô á là mình là mê man luôn, không biết gì hết. Nãy anh Gia nó hết hồn. Năm sau là đau bông bệnh nha, kiểm tra mình của mình rồi sẽ thấy nó thay đổi. Đau như chính thủy. Đau mà nói chứ không biết. Hồi trước thì em nói năm nào cũng phải sao lần. Không đau, năm nào không đau thì không. Thế là dịch vụ cũng tốt ghê. Vô tận tâm đi tới chỗ đâu khám là có nhân viên anh chị dẫn đi hết à. Hay là cũng có một cái người anh là anh hai của Phong á, cũng kêu đi vô bệnh viện quốc tế khám vì người nó cũng còn rong rong hoài không mà cô bác. Vì khám ở dưới là mới đầu là nói bị dục thừa, sau thì nói bị viêm nữa, nên là nhiều kết quả nó không có giống nhau á, nên là lên đây khám coi xem như thế nào á. Bác sĩ lớn tuổi, bác sĩ đồng năm kinh nghiệm chứ đồng năm hơn. Bác sĩ lớn tuổi nhưng nhiều bác sĩ lớn cũng có kinh nghiệm nhiều. Thế nhiên chi phí cũng không có cao nhiều. Cũng vậy thôi, là nó khác là cũng là mình khám chỗ khác, ví dụ tiền khám thì nó 70 trăm, còn ở đây 200 thì nó gấp đôi. Còn tiền thuốc thì đâu cũng vậy, tiền thuốc là có em gái là năm nào cũng vô cũng nội soi á, năm nào cũng nội soi một lần, nhưng mà có năm á không có đau, bình thường thì không có nội soi, mà năm nào mà cảm thấy đau bao tử hay thấy khó chịu thì khám kiểm tra rồi biết sức khỏe là cũng tốt. Bệnh viện quốc tế có khác không vậy thôi, nhiệt tình á. Biết mình có bệnh gì để mình biết, mình ăn uống, ăn thêm, hoặc là mình tốt cho bệnh. Mình yên tâm lắm. Nên lên đi, năm đi. Chứ bình thường ta có điều kiện là 6 tháng kia. Còn mình 5 lần. Con chắc nhà gần đây hả? Nhà em ở Cầu Sáng. Cầu Sáng. Và dưới quê Long An được. Long An chạy lên đây cũng gần. Chạy có... Bình Chánh, anh đi Long An là đi ngang nhà em. Bình Chánh. Đi ngang tỉnh Long Người, cái đi qua Cầu Đôi là tới Long An. Wow. Tính ra là chỗ em với nhà cũng gần đấy chứ. Ở ngoài thì cũng cấm quay phim chụp hình đó, vào đây cũng lưu lại chút xíu kỷ niệm. Thì bên cạnh đó là chia sẻ cho bà cô bác chỗ nào mà nó uy tín, nhưng mà làm nó cũng chất lượng. Nhiều khi có những bà con người ta bệnh đó, người ta không biết chỗ nào phải đi. Chỗ nào phải đi, có nhiều chỗ đi giống như không có được chăm sóc kỹ là chẳng đây từ cái lúc mà ngoài cổng mà đi vô luôn á là có anh chị là đi túc trực đi theo mình luôn. Của em ơi, của chị vậy là xong rồi hả? Ăn cháo xong rồi. Qua gặp bác hả? Mà chị này có đăng ký cháo rồi. Nên là chất trắng thịt hay gì vậy? Em nó soi chưa? Soi chưa? Vô nội soi nhiều lần cũng quen nhiều, chứ nhầm khi là ở dưới quê nhiều cô bác là thấy lo lắng nghe nội soi đút ống vô nhìn này kia đồ. Bây giờ nó hiện đại lắm, một năm là em nội soi một lần ấy.
năm nào mà em thấy bao tử nó khỏe, thấy không có vấn đề gì nữa, thôi còn để thấy nó đau quá thì thôi để sớm, để mình biết được cái bệnh lý của mình để mình trị nó sớm hơn. Chứ tự nhiên thì nó thấy đau đau rồi uống thuốc giảm đau sẵn quá đi thôi, hay mua thuốc uống bác sĩ phương Tây đó, không có chính xác. Tới đây khỏe, đi vô dịch vụ rồi tốt, chăm sóc rồi tốt. Chứ ở đây toàn là bác sĩ, toàn là bác sĩ chịu kinh nghiệm lâu năm, bác sĩ lớn tuổi. Bệnh viện quốc tế Minh Anh. Đúng rồi, bệnh viện quốc tế Minh Anh. Ở đây thì người ta khám tổng quát cái đủ đủ luôn. Khám tổng quát rồi thử máu tổng quát, nói chung là có đầy đủ theo nhu cầu của mình. Này thì Phong, Phong đi vô thì hôm bữa là những cái xét nghiệm là chụp CT, nội soi, CT, nói chung là đầy đủ hết, còn có nội soi là chưa kiểm tra. Bữa nay là đi tới bệnh viện quốc tế Minh Anh là để nội soi không bà cô bác? Nội soi kết quả như thế nào? Tại vì cái bệnh cũng còn rong rong á. Đây cô chú anh chị, nãy giờ thì Phong Nguyễn cũng mới vừa khám xong rồi, giờ cũng lấy thuốc về không bà cô bác. Nó đây á là từ cái lúc mà đi vô bệnh viện mà khám tới cái lúc mà ra về á, khoảng thời gian nó rất là nhanh. Bệnh viện ở đây bác sĩ y tá làm rất là lịch sự luôn á, chung kết quả là rất là tốt không bà cô bác. Thì bây giờ thì cô Nguyễn cũng về, cũng cảm ơn anh hai rất là nhiều đã kêu Phong Nguyễn để đi lên cho bệnh viện trên đây để khám ông bà cô bác. Cũng cảm ơn anh hai, cảm ơn anh hai cũng thương với tất cả ông bà cô bác cũng thương ủng hộ và quan tâm đến Phong Nguyễn rất là nhiều. Bệnh viện quốc tế Minh Anh là ông bà cô bác ở đây đó có địa chỉ là phường 1B Bình Trị Đông B, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Cái này là tại vì Phong thấy chỗ này nó cũng rất là tốt á, chứ trong ở trong là giống như là cấm quay phim chụp hình luôn, chứ không phải là giống như là mình đi tới mà để khám bệnh rồi mình quảng cáo cái chỗ mà cái chỗ bệnh viện quốc tế Minh Anh. Nhưng mà thấy phải nói là rất là chu đáo, tận tâm, mà giá cả cũng rất là hợp lý nữa. Thì thôi giờ hai chồng mình thu xếp đi về ha. Dạ. Đây bây giờ thì Phong Nguyễn cùng với vợ Phong cũng thu xếp đi về ông bà cô bác rồi. Đây toàn là người ta vô khám bệnh là khám toàn là chạy xe du lịch không á. Quá trời, ở đây khu chắc người nước ngoài không. Đây có Phong với vợ Phong là đi xe ông đà, còn phải đi du lịch để chữa bệnh hết. Bệnh viện quốc tế, nhưng mà nghe bệnh viện quốc tế tưởng đâu là tốn kém rồi dữ lắm không bà cô bác, nhưng mà thực sự là cũng không có tốn kém nhiều. Để chút xíu Phong Nguyễn về cũng chia sẻ cho bà cô bác xem. Đi đi nhỏ đâu thấy được anh, chắc đang ngủ rồi. Vâng, ba trời nắng quá trời, nắng quá trời, mà đây thấy sao ngủ rồi. Ồ. Chào mừng ba mẹ. Ra quá vậy. Chào mừng cô bé. Chào mừng cô bé. Ngủ chút ông bà sao nè? Con chúc ông bà cô bé ăn thẻ nhà đủ khỏe mà quá tài. Giờ uống gì nữa, ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Dạ rồi. Mới về bà. Dạ. Cũng giống vậy à. Dạ, ở đây có bán thuốc tuần lễ mà. Có mẹ đâu ạ? Đang làm kẹo đậu phộng. Xuống mẹ đang làm. Mẹ Phong đang làm kẹo đậu phộng ở dưới đây ông bà cô bác ơi. Mẹ mới về. Dạ. Khám cũng xong xuôi mà, cũng bị lét viêm dạ dày với viêm ruột. Cũng hơi nặng chút xíu mà. Nó viêm ở nhiều chỗ.
Dạ, ấy thuốc tuần lễ mà. Mẹ bên này cũng làm kẹo đậu phộng chia cho mấy anh chị dùng đây. Hôm nay khám chỗ này nhanh quá trời, nhanh tốc hành luôn. Dạ, có kết quả liền luôn rồi. Dạ, cũng đối với mình thì nhiều. Mình ở dưới quê cũng hên được anh hai tài trợ khuyên đi lên bệnh viện quốc tế. Lấy cuốn sổ đó đi em, lấy ra đi rồi anh đọc cho ông bà cô bác xem. Nếu mà sẵn rồi cái giá bao nhiêu á, sẵn mình đọc cho cô bác rồi có cái nhu cầu mà có điều kiện á, hết luôn chứ. Nồi xôi mà. Đây, mấy đứa. Lấy sau. Đây, ấy, cái này người ta phát thuốc tới một tuần lễ uống được mà cô bác. Đây uống tới một tuần lễ được. Sao có nói gì bao hay sao? Dạ con chúc ông bà cô bác không khỏe, có nhiều sức khỏe mà bác cả. Không khỏi thăm ba gì luôn. Không khỏi thăm ba gì hả? Nay làm Phong nó đi khám bệnh về đó rồi ông bà cô bác rồi. Rồi hôm nay là cũng như cũng nhờ chú hai. Chú hai cũng động viên và cũng đôn đốc cho Phong và đôn đốc Phong là hỗ trợ cho Phong, kêu Phong là đi lên bệnh viện quốc tế đi khám cho nó nhanh và cũng mau khi biết kết quả nữa. Chứ mấy bữa nay là Phong nó nằm ở bệnh viện cũng Bình Chánh ở đây là nó bác sĩ thì nó đúng là bác sĩ cũng nói là để theo dõi từ từ thì cứ từ từ để coi biết kết quả thôi. Nhưng mà trong lúc mấy ngày lễ đây thì Phong ở nhà gia đình cũng hơi nóng ruột, nhưng mà để xin về để coi bác sĩ nó để rồi theo dõi rồi về chú hai mới nói như vậy đó. Thành ra giờ Phong nó cũng mới vừa nghe lời chú đi khám bệnh ở tiếng trên nó bệnh viện quốc tế là lên đó bác sĩ cũng khám rồi cũng biết kết quả nhanh và bác sĩ cũng tận tình và cũng tưởng đâu là bệnh viện quốc tế nó đắt tiền đó, mình cũng ngán nữa nhưng mà Hôm qua thì từ cái lúc mà Phong nằm trên bệnh viện với mấy ngày trước đó, thì anh hai là cũng biết là nghe nói là cái tình trạng của Phong là cũng hay bị đau vậy đó. Anh cũng nghe từ cái bữa ban đầu là anh cũng đôn đốc để giống như là kêu Phong đi lên khám sớm đi để coi biết mà điều trị. Thì lên khám thì mới ban đầu thì trên bệnh viện là báo cũng dục thừa, cũng định sẽ tiến hành lên ca mổ. Nhưng mà cuối cùng là kiểm tra lại thì bác sĩ nói là bị viêm. Nhưng mà cái kết quả nó chưa có giống như là chưa được cụ thể ông bà cô bác. Thì trong mấy cái ngày lễ là bác sĩ giống như là cũng đang chờ trong cái khoảng thời gian để theo dõi. Nhưng mà thôi thì Phong thấy vậy đó thì cũng xin giống như xin bệnh viện cũng về để một phần cũng đỡ tốn kém chi phí ở bệnh viện. Với về nhà cũng giống như có không khí nó cũng thoáng mát hơn. Về đây là cũng anh hai rồi cũng hỏi thăm. Anh hai, chị hai với chị My với chị Hương Phùng, chị Hảo, cô Tâm Độ, chúng Thanh Cường nữa. Nói chung là rất là nhiều cô bác mà đã quan tâm và hỏi han sức khỏe, hỏi han sức khỏe của Phong rất là nhiều. Thì Phong thật sự là rất là biết ơn với cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Thì trong cái lúc đó thì anh hai nói là bà con cô bác cũng đang khó khăn rất là nhiều, cũng đang chờ em. Mà bây giờ em phải dán thu xếp cho sức khỏe nó phải thật sự là ổn định, với thật sự là phải tốt mới có thể là đi giúp cho bà con được. Thì anh hai cũng đôn đốc đồ cũng với cũng tài trợ để đi khám ở trên bệnh viện quốc tế không bà cô bác. Thì anh hai là kêu tranh thủ giấc sáng này đi, thì bây giờ cũng có kết quả thì Phong cũng cầm ở đây rồi. Thì thật sự là cũng rất là cảm ơn với biết ơn anh hai với gia đình của anh hai rất là nhiều, với những ông bà cô bác rất là nhiều. Ở đây thì bác sĩ cũng có đưa ra những kết luận ở đây thì Phong là bị viêm dạ dày. Ở đây là chụp hình bằng ảnh màu luôn ông bà cô bác. Nhưng mà vô là cái quá trình mà làm thì nó cũng nói chung là có nhiều cô bác nói là đi sôi nội sôi nó rất là đau, nó rất là khó chịu. Nhưng mà phải nói là Phong lần đầu tiên mà đi luôn
với chị bệnh, nhưng mà khám ở đây á là hoàn toàn là giống như là mình vô là chỉ nằm ngủ một giấc xong rồi tỉnh dậy mà không biết là mình đã có điều trị hay là đã có khám chưa. Nhưng mà thật sự là đã có kết quả không ạ cô bác. Thì Phong ở đây là bị viêm dạ dày với trào ngược dạ dày với thực quản với trào ngược mật với viêm bóng qua ta nữa. Thì trong cái quá trình mà Phong từ cái lúc mà đi vô bệnh viện tới lúc về chỉ trong vòng có khoảng 2 tiếng rưỡi đổ lại ha. Thì chắc sáng này với hôm qua thì Phong cũng có trò chuyện với những người anh chị á, mấy anh chị nói là trong những cái bệnh viện quốc tế là số tiền rất là lớn. Thì Phong cũng rất là lo lắng, giống như những người anh người chị, giống như anh hai ở đây á, thì cũng tài trợ, giống như đôn đốc cũng tài trợ cho Phong để đi lên khám. Nhưng mà mình nghe nói đắt như vậy đó mình cũng rất là lo, tại thật sự là những người ông bà cô bác với những người anh người chị đi làm ở bên phương xa làm rất là khó khăn, rất là cực khổ để kiếm được cái đồng tiền, là vừa giúp cho bà con khó khăn nhằm khi còn giúp đỡ cho Phong trong cái lúc mà đi điều trị nữa. Thì như vậy cũng thấy mà nghe nói đi bệnh viện quốc tế là số tiền lớn, mình cũng lo lắng không bà cô bác. Nhưng mà hồi sáng giờ đi vô đóng tiền tới lúc về á, thì sẵn là Phong cũng thông báo cho những cô chú mà giống như là có những căn bệnh nào đó hoặc là tương tự giống như Phong á, để biết mà thấy bệnh viện nào nó phù hợp hoặc là nó ở đâu nó có thể là đủ khả năng á, mình đi vừa có giống như tiện cái khoảng thời gian vừa mà có kết quả nhanh như sớm á. Thì hồi sáng á, thì Phong đi vô á, thì đóng tiền mà khám bệnh á, là tốn 200. Thì đi nội soi thì cái số tiền là 2.150.000. Còn cái số tiền mà khám xong xuôi á, thì bác sĩ là đưa ra là Phong bị mắc tới ba cái vấn đề, ba cái bệnh. Thì bác sĩ là cho Phong Nguyễn là một tuần lễ thuốc ở đây thì với cái số tiền là 800.000. Thì tổng cái số tiền mà sáng giờ mà từ lúc mà mua giống như là vô mà để khám bệnh với mà vô để nội soi với vô để lấy thuốc là tổng cộng là 3.150.000. Thì đối với bà con ở dưới quê mình á, thì cũng thực sự là cái số tiền này cũng hơi lớn không bà cô bác. Nhưng mà Phong thấy là cái khoảng thời gian mà nó rút ngắn nhưng mà đi vô á, có kết quả phải nói là nó cũng khá là nhanh với khá là chính xác, với đưa kết quả cụ thể á, với có thuốc men đồ cụ thể mình về mình uống thì cũng rất là yên tâm, thì cũng rất yên tâm, rất là mừng ông bà cô bác. Thì mấy bữa nay thật sự là Phong phải nói là đọc được những cái tin nhắn của ông bà cô bác mà hỏi thăm động viên đồ, Phong rất là hạnh phúc luôn á. Tại vì làm kênh YouTube mà khoảng thời gian tới nay là cũng trên 3 năm rồi, mà tới ngày hôm nay những cái lúc mà đi thăm những hoàn cảnh và những cái lúc mà có những cái niềm vui rồi những cái lúc mà có trải lòng với những cái hoàn cảnh mà gần như là phải đối diện với giữa cái sự sống và cái chết á, phải nói là rất là buồn. Thì bữa nay là khi mà có cái tình yêu thương của tất cả những ông bà cô bác xem chương trình và của anh hai mà dành cho gia đình Phong nữa, thì phải nói là Phong rất là mừng, rất là hạnh phúc luôn á. Nói chung là gia đình Phong ai cũng rất là vui hết, ba mẹ với mấy anh chị em với Phong Nguyễn với vợ Phong với mấy đứa nhỏ cũng rất là mừng luôn á. Tại vì cô bác cũng còn thương yêu gia đình và cũng dành chút tình thương đối với Phong. Thì mẹ muốn nói gì không ạ? Thì mẹ cũng cảm ơn cũng ông bà cô bác anh chị em cũng thương Phong Nguyễn mà hỏi thăm bệnh tình đó, và cũng bây giờ thì cũng nhờ chú hai nó cũng hỗ trợ vậy rồi, thì vậy làm đi khám cũng biết kết quả rồi, vậy cũng mừng và cũng cho ông bà biết luôn cũng như anh chị em đều biết luôn là bệnh tình nó như vậy, là cũng mừng cũng vui biết kết quả rồi vậy. Cũng mẹ cũng thành thật cảm ơn cũng nhờ nhờ ảnh là đôn đốc với ảnh hỗ trợ cho cái quá trình mà đi lên trển á mẹ. Chứ nếu không đôn đốc thì chắc cũng để từ từ theo dõi từ từ mới đi. Dạ, cũng có chú hai cũng đôn đốc vậy, thấy cũng mừng. Giờ thì vì anh hai nói là bệnh tình mình á, là cho dù bệnh gì á, là mình phải biết một cái kết quả mà chính xác nhất với mà cách điều trị như thế nào, chứ
cái quá trình mà giống như là điều trị ở đây là chưa có kết quả giống như rõ ràng đó má mẹ, nên là cũng không có thấy thuốc men gì hết, nên anh cũng rất là lo, cũng hoang mang. Dạ, nên là anh là kêu là thu xếp cỡ nào cũng dán thu xếp chữa bệnh xong xuôi hết đi, giờ làm công việc gì thì làm. Phải nói là anh hai, cái tình thương của anh dành cho em cũng rất là lớn, em cảm ơn anh hai rất là nhiều. Dạ. Thôi tôi cũng thành thật cảm ơn gia đình của cô chú, giờ cũng cầu mong cho chú, gia đình chú lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, bình an, làm ăn lúc nào cũng thuận lợi và gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Dạ. Dạ, cũng xin cảm ơn anh chị em luôn, cũng có lời hỏi thăm Phong Nguyễn. Dạ. 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 Cái bệnh này bác sĩ nói thấy tại vì thấy trong khi nó thấy đơn giản, thấy là nghĩ là bị viêm thôi, nhưng mà để mà không có điều trị sớm thì bác sĩ nói là nó có thể là chuyển qua hoại tử, và nó có thể là chuyển qua ung thư á mà. Nên là việc mà ông bà cô bác mà giống như mình cảm thấy cái cơ thể mình nó hơi khó chịu hoặc là đau vùng bụng á, mình có thể là đi nội soi có xem kết quả cụ thể coi sao để mình điều trị cho nó sớm. Mà để lâu quá cũng không có tốt ông bà cô bác. Thì ở đây thì Phong cũng biết được kết quả này, chứ mà biết chính xác vậy đó thì cũng dáng cố gắng theo cái sự hướng dẫn của bác sĩ thì... uống thuốc đồ gì ăn uống như thế nào để cho nó hợp lý. Rồi, hết tuần đi giờ con lên con tái khám. Dạ. Yeah. Em muốn nói câu với ông bà cô bác với anh hai đi em. Dạ, em cũng cảm ơn anh hai đã đôn đốc hỗ trợ cho chồng em nặng đi lên tiếng trên nặng khám bệnh. Cũng cảm ơn hai rất nhiều, chúc anh hai dồi dào sức khỏe, bình an, làm ăn lúc nào cũng thuận lợi. Cũng cảm ơn ông bà cô bác đã yêu thương gia đình và cũng quan tâm đến chồng con, đã hỏi thăm chồng con rất nhiều. Dạ, con cũng cảm ơn ông bà cô bác rất nhiều. Con chúc ông bà cô bác dồi dào sức khỏe, bình an, làm ăn lúc nào cũng thuận lợi. Dạ, con cảm ơn rất nhiều. Tí con cảm ơn ông bà cô bác với bác hai đi con. Con cảm ơn bà cô bác với bác hai, chúc ông bà cô bác biết hai mình khỏe, có nhiều sức khỏe, làm ăn cho một sống. Rồi bé sâu, con gửi lời đến ông bà cô bác với bác hai đi con. Con chúc bác hai mình khỏe, có nhiều sức khỏe mà phát tài. Chúc ông bà cô bác ngủ ngon. Chúc ông bà cô bác ngủ ngon. Bây giờ ngủ gì con ngủ ngon quá trời ạ. Con thấy ba được khám bệnh rồi về đây rồi, con mừng không? Dạ mừng. Con mừng sao? Mừng ba sắp hết bệnh. Con mừng ba sắp hết bệnh. Bữa ba Linh nằm bệnh viện con sợ không? Thì sợ. Sợ ba làm sao? Hả? Sợ ba sao? Anh sợ ba không về nữa hả? Dạ không về hả? Dạ. Hồi dẹp này đi rồi thôi. Phong Nguyễn mấy bữa nay cũng một lần nữa cũng cảm ơn tất cả ông bà cô chú anh chị đã thương quan tâm yêu thương gia đình. Thương Phong gửi những cái lời quan tâm động viên đến gia đình Phong. Đối với Phong thì chúc ông bà luôn có nhiều sức khỏe, luôn bình an, luôn may mắn và nhiều thành công cuộc sống nha. Và mong ông bà sẽ còn yêu thương kênh Phong Nguyễn để có thể là tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn nữa nha. Chào ông bà cô bác.